Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam xin lỗi. Sau vòng thi Best in Swimsuit, áo tắm, gây thất vọng và dấy lên nhiều tranh cãi, Ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2022 lên tiếng. Ngày 20 tháng 9, Ban tổ chức BTC Miss Grand Việt Nam 2022 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã lên tiếng thừa nhận những sai sót và xin lỗi khán giả trong khâu tổ. Trước vòng thi Best in Swimsuit diễn ra chiều ngày 19 tháng 9. Cụ thể, đơn vị tổ chức giải thích chương trình diễn ra muộn gần 2 tiếng so với thông báo trước đó vì thời tiết. Ngoài ra, vì muốn tạo không gian mới lạ cho phần thi áo tắm nên Miss Grand Việt Nam đã quyết định chọn lựa khu vực hồ bơi làm sàn catwalk. Tuy nhiên, không gian bị ảnh hưởng do thời tiết cũng khiến cho sự chuẩn bị không được như kỳ vọng, thậm chí thiếu yếu tố thẩm mỹ. Ban tổ chức xin ghi nhận những nhận xét, đánh giá từ khán giả. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ các thí sinh và theo dõi những vòng thi sắp tới, phía Miss Grand Việt Nam 2022 cho hay. Trước thái độ cầu thị khi đăng tải lời xin lỗi, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam nên nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót để khâu tổ chức được chỉn chu và toàn vẹn hơn. Vòng thi Best in Swimsuit diễn ra chiều ngày 19 tháng 9 với sự góp mặt của 50 thí sinh. Kết quả top 10 gồm Nguyễn Anh Thư số báo danh 113, Võ Thị Thường số báo danh 490, Trần Thị Thùy Trâm số báo danh 232, Đỗ Trần Tuệ Anh số báo danh 400, Bùi Lý Thiên Hương số báo danh 208, Trần Tuyết Như số báo danh 345, Nguyễn Thị Vân Anh số báo danh 103, Chế Nguyễn Quỳnh Châu số báo danh 228, Chu Lê Vi Anh số báo danh 111, Vũ Thị Thảo Ly số báo danh 340. Là một trong những vòng thi được chờ đợi nhất, nhưng Best in Swimsuit của Miss Grand Việt Nam 2022 có không gian thiếu ánh sáng, phần âm nhạc nhàm chán và các góc quay hạn chế. Tuy nhiên, cũng có khán giả bày tỏ sự cảm thông khi cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 lần đầu được tổ chức nên không tránh được thiếu sót. Dự kiến, cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 diễn ra trong hơn một tháng với các nội dung Việt Nam Beauty Fashion Fest ngày 16 đến ngày 17 tháng 9, trang phục áo tắm ngày 19 tháng 9, trang phục dân tộc ngày 23 tháng 9, trung khảo toàn quốc ngày 27 tháng 9, chung kết mùng 1 tháng 10. Người đẹp đăng quang trở thành đại diện của Việt Nam dự thi Miss Grand International 2022 Indonesia.